Trí tuệ nhân tạo AI là một công cụ thiết yếu giúp các doanh nghiệp giảm lượng khí thải carbon. Nhận định trên được Giám đốc điều hành CEO của Apple, ông Tim Cook đưa ra ngày hôm qua bên lề diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2024. Theo ông Tim Cook, AI cung cấp một bộ công cụ khổng lồ cho mọi công ty mong muốn trung hòa carbon hoặc giảm lượng khí thải của họ xuống một lượng đáng kể. AI có thể giúp các doanh nghiệp tính toán lượng khí thải carbon của một cá nhân, xác định các vật liệu có sẵn để phục hồi và đưa ra các chiến lược tái chế. Cũng theo CEO của Apple, hãng này đang đầu tư đáng kể nguồn lực vào việc phát triển AI của riêng mình, đồng thời đặt ra một số mục tiêu tham vọng về giảm lượng khí thải carbon. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Apple đã cho ra mắt đồng hồ thông minh Apple Watch là sản phẩm trung hòa carbon đầu tiên và tiến tới bỏ nhựa khỏi bao bì sản phẩm của công ty vào năm 2025.